Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ đều đóng kín vì sợ người Do Thái. Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: "Bình an cho các con." Khi nói điều đó, người cho các ông xem tay và cạnh sườn người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình an cho các con. Như cha đã sai thầy, thầy cũng sai các con." Nói thế rồi, người thổi hơi vào và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần. Các con tha tội ai thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai thì tội người ấy bị cầm lại." Bấy giờ trong 12 môn đồ có ông Tôma gọi là Didimo không cùng ở với các ông khi Chúa Giêsu hiện đến. Các môn đệ khác đã nói với ông rằng: "Chúng tôi đã xem thấy Chúa." Nhưng ông đã nói với các ông kia rằng: "Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn người, thì tôi không tin." 8 ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà và có Tôma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa mà phán: "Bình an cho các con." Đoạn người nói với Tôma: "Hãy xỏ ngón tay con vào đây và hãy xem tay thầy. Hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn thầy. Chớ cứng lòng nhưng hãy tin." Tôma thưa rằng: "Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con." Chúa Giêsu nói với ông: "Tôma, vì con đã xem thấy thầy nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin." Chúa Giêsu còn làm nhiều phép lạ khác trước mặt các môn đệ và không có ghi chép trong sách này. Nhưng các điều này đã được ghi chép để anh em tin rằng Chúa Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sống nhờ danh Người. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Con muốn hỏi cộng đoàn mà đứng ở đây hỏi thì không tiện, mà đi xuống hỏi thì không được quay phim phải không? Thôi con đi xuống nha, để con nói chuyện với cộng đoàn cho thân thiện gần gũi. Chuyện quay phim mặt của con thì vô viện Catholic là hàng tuần là thấy con trên đấy rồi. Rồi cho con hỏi cộng đoàn là mình có đi dự lễ vọng phục sinh không? Có không? Có, chắc hầu như đi hết phải không? Ở trong cộng đoàn này con nghĩ là chắc là sự hành rất là sốt sắng. Vậy thì cho con hỏi là trong thánh lễ vòng phục sinh đấy, quý ông bà và anh chị em ấn tượng hay là được đánh động, được tác động bởi cái hình ảnh nào, hay là cái chi tiết nào, cái nghi thức phục vụ nào đó, thì chúng ta cho con một ý kiến coi nào. Ai có thể cho ý kiến? Mình đi lễ cả một buổi và mình dự rất là sốt sắng. Hôm nay cho con biết là mình ấn tượng nhất hay là mình thích nhất thôi. Thích nhất thôi, không cần nói tại sao, mà từ từ tại sao, tại sao. Thích nhất cái điều gì? Xin từ từ, cái gì cơ thưa bà cô? Vâng, con cảm ơn bà cố. Bà cố nói bà cố ấn tượng nhất lúc mà lấy lửa ha. Cha đầu tiên nghi thức tối om hết, cha làm phép lửa, lấy lửa đốt lên cái nến phục sinh, tượng trưng cho ánh sáng Chúa Kitô lan tỏa. Rồi con có nghe bên này nói một cái ấn tượng nào khác đó, sao bây giờ cho con biết. Dạ, con cảm ơn chị. Chị cho ý kiến là lúc mà hát kinh vinh danh, không biết cả đoàn nào hát không biết, mà rung chuông rộn ràng, đúng không? Rộn ràng, bắt đầu đèn đến sáng trưng lên, giúp lễ, rồi acolyte bưng hoa bưng gì ra, phải không? Đó, thấy rộn ràng, đúng là màu nhiệm phục sinh, ca lên hallelujah.
Rồi, các đoàn cho em một ý kiến nào. Ai cho ý kiến? Hôm nay con đã được lăn ra và cần chị Thu. Vâng, cảm ơn chị. Hai ý kiến hai chị cũng tương đối giống nhau ha, nghĩa là lúc mà tảng đá được lăn ra, cái hình ảnh tảng đá được lăn ra, ai lăn tảng đá ấy, tại sao lăn được một tảng đá nặng như thế, làm cho chị có những cái câu hỏi để suy gẫm về mầu nhiệm phục sinh nha. Và chia sẻ với chị Thu cái tâm trạng vui mừng hát hallelujah. Mấy ông con trai, đàn ông, đàn an đâu hết rồi? Cho một ý kiến nào, chẳng lẽ đi lễ mà không ấn tượng gì hết à? Mấy ông, cái anh bên này, cái nào, ai nào? Cho một ý kiến nữa. Bác cho con ý kiến được không? Không. Còn lúc này là thấy mặt con là sợ rồi, và quay mặt đi. Quý ông đâu, quý anh đâu, cho con một ý kiến. Ra, xin mời anh. À, cảm ơn anh, đó cả đoàn. Thích nhất là lúc cả đoàn hát bài ca xuất hành, đúng rồi. Lúc mà tin câu chuyện ha, nói rằng là dân Israel đi qua biển đỏ khô chân, thấy quyền năng của Thiên Chúa cứu thoát họ. Bây giờ toàn dân tung hô Chúa, bài ca này vang lên muôn lời ca, phải không? Đã ca ngợi Chúa. Vâng, xin cảm ơn tất cả cộng đoàn. Con hỏi một vài câu hỏi như thế để con muốn dẫn dắt cộng đoàn từ thánh lễ phục sinh, từ thánh lễ vọng phục sinh với mừng mầu nhiệm phục sinh với thánh lễ ngày hôm nay. Tại sao giáo hội lại cử hành kính lòng thương xót Chúa vào ngay sau tuần lễ Chúa phục sinh? Không phải là một tuần lễ nào khác, mà trong lúc vẫn còn đang rất vui mừng chia sẻ cái câu hallelujah của lễ phục sinh thì mừng lễ lòng thương xót Chúa. Thưa cộng đoàn, nói đến lòng thương xót Chúa, ở đây chắc có chị Kim ha, phụ trách lòng thương xót Chúa chắc là nắm rất là rõ. Bức ảnh lòng thương xót Chúa diễn tả Chúa Giêsu sống lại. Chúa Giêsu đang khải hoàn sống lại, và đặc biệt là nơi trái tim của Chúa Giêsu thì sao? Có hai tia sáng tỏa ra, màu trắng và màu đỏ. Màu đỏ tượng trưng cho máu, màu trắng tượng trưng cho nước. Ở đây chính vì thế con muốn nối kết lại với cộng đoàn. Yếu tố máu và nước là hai yếu tố quan trọng trong nghi thức phụng vụ của công giáo chúng ta. Và như lời nhập lễ ngày hôm nay, có nhớ không? Ai nhớ không? Chúa đã thanh tẩy chúng con bằng nước và thánh hóa chúng con bằng nước và cứu chuộc chúng con bằng máu. Như vậy, nhớ lại rằng bài đọc trong những cái buổi mà vọng canh thức đó, có nhớ cái câu chuyện mà Chúa nói với Môsê ra lệnh cho dân chúng chuẩn bị ăn đêm vượt qua, nhớ không? Ăn trong vội trong vàng, còn giết một con bê để chia nhau đó, ăn vừa thắt lưng trong vội vàng. Nhưng mà làm sao? Có một yếu tố quan trọng, đó là lấy máu của con chiên bôi lên cửa, và đêm hôm ấy sứ thần của Thiên Chúa sẽ giết hết các con trai đầu lòng của người Ai Cập, trừ trường hợp nhà nào có bôi máu lên cửa, có nghĩa là nhà của người đó Do Thái, được lệnh của Môsê và được buổi lệnh của Chúa, thì sứ thần sẽ vượt qua. Đó là yếu tố thứ nhất để chúng ta gọi là mừng mầu nhiệm vượt qua. Còn dân Israel ngày hôm nay thì họ mừng gọi là Passover, đã vượt qua, và họ chỉ dừng lại ở cái sự kiện sứ thần vượt qua, không giết các con trai đầu lòng của người Do Thái. Và sáng hôm sau, Pharaoh, con trai đầu lòng của Pharaoh bị giết chết, và đó là cái điều cuối cùng để Pharaoh quyết định cho dân được đi về lại đất Israel. Đấy là yếu tố thứ nhất, là nhờ máu mà dân tộc được giải thoát, dân tộc Israel được giải thoát. Thế nhưng mà giống như anh ấn tượng cái bài cả bài ca xuất hành, đó là sao? Mặc dù là được đi rồi, nhưng mà
đang đi như vậy thì Pharaoh đổi ý, cho nên ông cho sa mã chiến binh đuổi theo. Dân Do Thái, dân Israel đi tới nơi mà sao? Trước mặt thì biển, đằng sau thì quân Ai Cập đang đuổi tới để giết, chỉ có mà chết thôi. Rồi kêu cầu dân Chúa vân vân vân. Và Chúa nói làm sao? Hãy Môsê hãy giơ gậy lê trên biển và nước rẽ ra, dân đi qua, rồi đến khi nước ập lại giết chết quân Ai Cập. Yếu tố nước một lần nữa Thiên Chúa dùng để giết quân Ai Cập, cứu dân Israel. Như vậy là máu bô lên cửa và nước biển đỏ Ai Cập là hai cái biểu tố, hai cái sự kiện quan trọng để giải thoát dân Israel ra khỏi kiếp nô lệ. Cho nên mới vang lên muôn lời ca: Chúa là sức mạnh tôi, Chúa là đấng oai hùng, tôi ca danh người đến muôn đời muôn thuở, vân 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 vân. Đó. Rồi sau đó câu chuyện của Abraham, sát thế, Isaac. Hồi thì ở đây bài giảng ngày Chủ nhật lòng thương xót con không có thể giải hết thích được, nhưng mà cũng liên quan tới yếu tố máu và sát tế con trai. Dĩ nhiên là ông ấy chưa sát tế, nhưng mà con cừu, Chúa cho con cừu để ông ấy hiến lễ thay thế cho Isaac. Như thế chúng ta thấy là máu và nước là hai yếu tố quan trọng để mà Thiên Chúa dùng để thanh tẩy và cứu chuộc chúng ta. Cho nên ngày hôm nay kính lòng thương xót Chúa là chúng ta tiếp tục nối dài niềm vui phục sinh, lòng yêu thương của Thiên Chúa. Cuối cùng Ngài dùng cái biến cố cuối cùng và con người cuối cùng, đó là Đức Giêsu Kitô, Con Một của Thiên Chúa, đổ máu và nước, những giọt nước và máu cuối cùng trên thập giá. Nước và máu, nhớ cũng bị lúc mà đọc bài thương khó chúng thấy lính đâm vào cạnh sườn người, máu và nước chảy ra. Đó là hai yếu tố Thiên Chúa tiếp tục dùng để cứu độ, tha thứ tội lỗi của chúng ta và cứu chuộc chúng ta. Và ngày hôm nay cũng vậy, hàng ngày tham dự thánh lễ, chúng ta lãnh nhận bí tích thánh thể là chúng ta cũng lãnh nhận máu của Đức Giêsu. Anh em hãy nhận lấy chén này, đây là máu của Thầy đổ ra vì anh em, cho mọi người được ơn cứu độ, được tha tội. Mọi người nhờ máu của Chúa Giêsu hàng ngày mà được sống. Cho nên giáo hội có một cái nghi thức rất là tượng trưng, khi mà chúng ta thấy anh em linh mục chúng con dâng lễ, thì khi mà nhận lấy chén rượu thì đổ một chút nước vào. Thì khi mà đổ đó thì chúng con đọc thầm cái câu là: nhờ dấu chỉ nước hòa vào rượu này, xin cho chúng con được thông phần thiên tính của đấng đã lãnh nhận nhân tính. Nước như là nhân tính của chúng ta, hòa vào với máu là thiên tính của Thiên Chúa. Và một vài giọt nước đấy như là cuộc đời của chúng ta, cuộc sống ta mong manh như một giọt nước mà thôi, còn Thiên Chúa là cả một đại dương mênh mông và không thể cân đong đo đếm được. Chúng ta hòa vào nước đấy thì chúng ta cũng biến thành máu của Chúa luôn, hòa vào với thiên tính của Thiên Chúa luôn, có nghĩa là được chia sẻ với vinh quang sống lại của Thiên Chúa luôn. Đó. Cho nên ngày hôm nay chúng ta kính lòng thương xót Chúa, nhưng mà các sau này hay bất kỳ một lúc nào khi tham dự thánh lễ là chúng ta vẫn cử hành mầu nhiệm phục sinh. Và cử hành mầu nhiệm phục sinh là cử hành tình thương cứu độ của Thiên Chúa. Và khi lãnh nhận tình thương ấy, khi lãnh nhận sự sống vĩnh cửu của Thiên Chúa rồi, thì như các tông đồ cũng như bà Maria Magdala lại tiếp tục loan báo cái tin mừng ấy. Nếu không có các tông đồ loan báo tin mừng ấy thì hôm nay chúng ta không đón nhận được tình thương của Thiên Chúa. Và như thị kiến mà Thánh Gioan nói trong cái bài sách Khải Huyền: hãy viết ra những điều này cho các giáo đoàn, những điều đã xảy ra, đang xảy ra và sẽ xảy ra. Có nghĩa là chúng ta tiếp tục viết ra, loan báo cái tin mừng phục sinh đấy cho những người đã biết Chúa, những người chưa biết Chúa, hoặc những người mà biết Chúa nhưng lại quay lưng lại với giáo hội, vân vân. Thế thì đầu tiên là mỗi người chúng ta cũng nuôi dưỡng mình
bằng bí tích thánh thể, bằng tình thương của Thiên Chúa, rồi mời gọi người khác cùng đến chia sẻ tình thương ấy. Cầu chúc cho cộng đoàn luôn sống trong tình yêu thương của Thiên Chúa đầy lòng thương xót. Amen.